chất lượng như thống nhất nhưng mà giá chỉ bằng 60% so với thống nhất. Đấy là xe đạp Mini Ruby Amida. Chiếc em đang quay các bác đây là màu kem nhá. Và nó có thêm cả màu trắng nữa và nó có hai size là size 24 và size 26. Size 24 thì cho từ 1m4 đến 1m53 và size 26 là từ 1m4 đến tầm 1m72 73 là đi ok thoải mái. Và như em xe này thì thực sự là giá rất là tốt nhá, tại cửa hàng đang bán là 1.650.000. Thực ra là em cũng tham khảo nhiều bạn, thực ra đó là cái biên độ lãi chung của các cái cửa hàng rồi. Mà các cửa hàng mặt đường thì thường họ sẽ bán cao hơn, rơi vào tầm 1.920.000. Nhưng mà nó thực sự là online thì về cơ bản cũng bán như em thôi. Và xe này ở bên em bán cực chạy bởi vì thực tế ra là giá cả thì rất là hợp lý rồi. Và một cái nữa đấy là nói vui là cả cửa hàng em bán có mỗi một dòng này là dòng mini thôi, còn lại toàn xe thể thao. Và lượng khách em đông cho nên dồn tất cả các mẫu mini tầm tầm vừa vừa là người ta mua cái này cả. Bây giờ xu thế thì người ta chỉ cần một cái xe nó thực sự là ngoại hình nó đẹp, nó tương đối chắc chắn và giá nó phù hợp để người ta đi tầm 4-5 năm thì em xe này nó đáp ứng thoải mái nhá. Còn không cần phải bền bỉ như ngày xưa nữa, tức là ngày xưa là người ta cần phải xe mini Nhật để cho nó bền dã chiến, nhưng mà bây giờ nhu cầu nó khác đi rồi. Tầm 4 đến 5 năm là người ta sẽ thay xe một lần. Thành ra em xe này bán phải nói là cực kỳ chạy luôn. Còn sau đây thì mời có phần đánh giá chi tiết về các cái thông số cơ bản của em nó nhé. Vì nó là mẫu phổ thông cơ bản cho nên em cũng review một cách là cơ bản nhất. Đầu tiên là về khung sườn. Nó là khung sườn hợp kim bằng thép, mỗi hàn thép nó sẽ chìm như này. Và nước sơn tĩnh điện của nó thì cũng rất là mịn đẹp luôn, cũng rất là đều sơn. Và nó màu sắc của nó phối cũng thực sự rất là bắt mắt. Và nó là thương hiệu của Amida, thương hiệu con của Avibus. Cái dáng xe này thì em đánh giá nó là dáng xe đời mới, bây giờ nó là phổ biến nhất rồi mà cũng chắc là đẹp nhất có thể rồi. Gọi là dáng cổ vịt, tức là một cái gióng như này. Chỗ này có một cái bán ngang như này, em nghĩ thế này là đẹp nhất rồi. Cái này các hãng đều làm như này, kể cả Thống Nhất, Việt Hùng, Việt Long hay là Tango, nhiều hãng đều làm như này cả. Và đây là cái bagage phao của nó này, hàn trực tiếp vào khung luôn, độ chắc chắn hơn ngày xưa rất là nhiều, lắc không có một tí đồ rung nào cả. Đấy, rất là chắc luôn. Và sau này sửa chữa nó cũng sẽ dễ hơn nhé, bởi vì nó không phải bắt vào trục. Sau này mình tháo trục thì không liên quan gì đến baga. Một cái để chân này rất là chắc chắn. Nó phải vặn hơi chặt chặt như này nhá, để khi mà mình không dùng ấy, mình để lên thì nó sẽ không bị rung, nó kêu. Cái chân chống của nó là chân chống đôi, cực kỳ chắc chắn, chân chống đôi. Rất là ưng luôn, giống như ngày xưa luôn. Về càng phục của nó thì nó là càng phục bằng thép, thì cũng giống như các xe khác thôi, càng phục bằng thép này. Dày dặn và nước sơn thì cũng như đều như khung sườn, rất là ok, rất là dày dặn. Về bộ chuyển động, gọi là bộ chuyển động gọi là Mayer đi, cũng giống như ngày xưa thôi, Mayer mạ đây và chạy Bicon, ưu điểm là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Đấy, nan thì là nan trắng này, vành nhôm một lớp dày, nói chung là vành như ngày xưa, lốp là lốp của sao vàng made in Việt Nam, đây lốp của sao vàng. Đồ bền vẫn rơi vào tầm từ 9 đến 10 nghìn cây, các bác đi đều vẫn được tầm 3 năm đấy, chứ cũng không phải là kém đâu. Và thông số lốp của nó là 2613/8, đây là vành 26 nhá. 24 của nó sẽ là 2413/8, chuẩn như ngày xưa. Kể cả vân lốp của nó thì vẫn như ngày xưa luôn. Và nó sử dụng van là van cối, van xe máy, cái này là phổ thông đi đâu cũng bơm được. Được cái là cái xe này thật sự rất là dễ sửa luôn nha các bác, nói chung cả đằng trước cũng thế này, giống như phía sau đồng bộ. Còn về cái bộ truyền động thì bê-đan, đó là cái bê-đan tiêu chuẩn ngày xưa. Đây, bê-đan. Nhựa dày có Bicon, bền. Vẫn có thể bảo dưỡng được, mặc dù cái này nó rẻ thường hỏng thì người ta cũng hay thay thôi, nhưng mà được cái là nó ít vỡ hơn những loại nhựa của xe thể thao nhiều. Em thấy là có thể là người ta đi xe mini người ta cũng giữ hơn hay sao, nhưng mà đại khái là nó sẽ ít vỡ hơn. Một cái đùi của nó là đùi thép bọc nhựa trắng nhá, trong là thép chịu lực, ngoài là ngoài là bọc nhựa này, thì ngoài cái việc là trông nó đẹp hơn thì nó chống rỉ tốt. Đây là cái trục bên này, trục của nó là trục tiêu chuẩn như ngày xưa, gọi là trục Bicon. Đi một thời gian nó rơ thì lại siết côn vào một tí, tầm 5 năm rưỡi các bác nên siết sửa ba cái côn trục này một lần là gần như xe nó chắc và nó bền. Đây là một cái bê-đan, bên đây là nữa và một bộ đùi bên này. Chắn xích của nó thì bây giờ làm cách điệu như này, không làm chắn full như kiểu mini Nhật nhé. Chắn bây giờ làm này thì có tuột xích thì cũng dễ sửa hơn. Xích thì xích cơ bản thôi, bảo dưỡng tốt thì vẫn 6.000 cây giống như xe thể thao, thậm chí có khi còn bền hơn cơ. Clip của nó sau này là lắp clip của Nhật hoặc là clip của Ấn nhé. Clip này thì bây giờ giá buôn rơi vào tầm 25-30 nghìn, còn các bác thay dịch vụ thì tầm 50 đến 60 nghìn. Hoặc là cái công đóng cái này ra nó cũng hơi lâu lâu một tí. Đấy thì cái này thì được cái là đơn giản, trùng xích thì mình căng lên là ok. Còn cái clip này mà trượt cá thì thay luôn cái mới chứ không trả ai sửa cái này nữa rồi, bây giờ nó quá rẻ rồi. Sau này có đầy đủ tăng xích nhá, rất là cẩn thận này. Nó sẽ hạn chế được cái tình trạng trùng xích khi mình đi lâu dài. Đây là một cái để chân phía bên này.
Đây là chắn bùn này, rồi là cái này là cái phản quang phía sau, đầy đủ luôn. Về phanh thì cái tay phanh của nó cũng rất là dày dặn nhá. Bây giờ tay phanh nhôm rất là dày. Để tiện đây thì quay luôn tay nắm này, rất là dày dặn. Cùng phanh phía trước thì cũng cực kỳ dày, như ngày xưa, rất là dễ chỉnh. Bác nào quen quen tí là chỉnh được hết. Củ phanh sau là phanh bắt phanh. Đây, rất là dày luôn. Đây là ốc chỉnh phanh, ốc tinh chỉnh ở đây. Sửa nó cũng khá là dễ. Phía sau thì mở nó hơi phức tạp hơn phía trước tí thôi, còn phía trước này mà sửa thay sâm hay vá sâm là cực kỳ đơn giản rồi. Rất là ok rồi. Đây là cái giỏ của nó cũng là một điểm nhấn này. Giỏ này gọi là giỏ nhựa giả mây, loại dày. Dày rất là dày nhá. So với cái giỏ nhựa bình thường thì thằng này nó dày chắc phải gần gấp rưỡi cơ. Hơn gấp rưỡi một tí. Và nó cứng cáp hơn nhiều, đổ nó ít bị vỡ hơn, trừ khi phải đổ lực mạnh lắm thì nó mới vỡ. Và cái giỏ này thực sự lắp vào đây thì trông cũng rất là đẹp, trông sạch tông với màu xe. Cái đệm sau này cũng dày này. Và siết ba ốc phía dưới nhá. Rất là chắc luôn. Lỏng tí thì các bác siết lại, nhưng mà thường là nó siết một lần thì nó sẽ chặt cứng này luôn. Cái yên của nó cũng rất là dày, yên của Amida. Yên này mà có một số bác vẫn kêu đau thì nó thực sự là em cũng không hiểu sao mà ngồi yên này vẫn kêu đau nữa. Thì ngồi yên mini Nhật làm sao chịu được, yên mini Nhật chắc mỏng có bằng một nửa từng ngày thôi. Cọc yên của nó thì là cọc yên mạ, giống như ngày xưa. Cái khóa cọc yên này không có khóa mở nhanh đâu, đây gọi là khóa vặn, giống ngày xưa luôn. Tức là mở ngược chiều cái đồng hồ thì nó lỏng ra thì các bác lắc lên lắc xuống, sau đấy lại vặn chặt lại, ok. Nói chung là đánh giá về xe này thì thực sự là cái tầm triệu 650 là cái mức giá nó bây giờ nó làm quá giỏi và cũng rất là rẻ. Nếu mà so với xe tàu mà cái tầm này về nó không được như xe nội của mình đâu. Xe tàu nó chỉ hơn của mình là cái tầm hơn 2 triệu, nó nhiều mẫu mã hơn, nhiều màu sắc hơn thôi. Chứ còn để mà bảo là chắc chắn và giá thành rẻ như Việt Nam mình là ít, bởi vì gần như là cái xe đạp này Việt Nam mình nội địa hóa được tầm 100% rồi. Không có gì phải nhập nữa rồi, chắc là nhập mỗi cái líp thôi. Cái líp là nhập và cái xích hình như cũng đi nhập. Còn bộ đùi đĩa này là bên mình cũng làm được rồi. Vành làm được rồi, khung sườn làm được, may ơ mình cũng làm được. Yên này, cái này là bên Việt Nam mình làm hết nhá. Và làm rất là dày dặn chứ không phải làm kiểu ỏng eo đâu. Làm thực sự là rất là dày và đi và là rất là chắc. Còn nói thực sự là so với mini Nhật thì không so được đâu. Mini Nhật 10 thì cái này nó chỉ được khoảng 7 thôi. Tuy nhiên thì với cái mức giá này và cái nhu cầu hiện tại như em nói từ đầu thì thực sự là nó đáp ứng thoải mái rồi. Và nó có hai màu đây, cũng quay qua qua luôn màu trắng cho các bác xem. Đây là màu trắng, cũng là hai màu bán chạy nhất thôi. Còn em cũng không mở rộng quá nhiều màu, nó có cả xanh đỏ nữa. Nếu mà các bác có nhu cầu các cái màu lạ lạ ngoài hai màu này thì nhắn riêng cho em. Còn em thì chỉ bán chủ lực hai mã màu này thôi. Và nói thực sự là bên em chỉ chuyên bán xe thể thao là nhiều. Còn đây là phục vụ cho khách quen, vì thực ra là khách quen bên em cũng mua xe phổ thông này cũng khá là nhiều. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn một cái xe ưng ý nhé.